Tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với trại giam số 5 Bộ Công an đã bắt giữ thành công phạm nhân trốn trại Mai Văn Đệ, 33 tuổi, quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, khi đối tượng đang lẩn trốn trong rừng, thuộc địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung. Thông tin từ cơ quan công an cho biết, bước đầu phạm nhân Mai Văn Đệ khai lý do trốn chạy là không muốn vợ đi nước ngoài, không liên lạc được với vợ đã sinh ghen tuông, suy nghĩ tiêu cực nên đã dẫn tới hành vi trên. Theo đại diện lãnh đạo công an huyện Hà Trung, sau khi bắt giữ được phạm nhân Mai Văn Đệ, lực lượng công an đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao đối tượng cho trại giam số 5 Bộ Công an xử lý. Trước đó, đêm ngày 2 tháng 4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo khẩn về việc truy tìm một phạm nhân trốn khỏi trại giam, cướp taxi trên đường bỏ trốn. Đối tượng bỏ trốn được xác định là Mai Văn Đệ, khi bỏ trốn đối tượng mặc áo phông màu xanh và quần đùi kẻ ô vuông. Trước khi trốn chạy, phạm nhân đệ đang chấp hành án 24 tháng tù về tội đánh bạc khoảng 16 giờ ngày 2 tháng 4 trong lúc đi cải tạo, phạm nhân này đã trốn chạy. Sau khi trốn khỏi trại giam, phạm nhân Mai Văn Đệ đã đi nhờ xe máy, sau đó bắt taxi di chuyển về huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Khi đến xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tài xế taxi vào đổ xăng, phạm nhân này đã ngồi sang ghế lái điều khiển xe chạy về hướng xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung. Khi tới khu vực giáp danh hai xã Hà Đông và Hà Lĩnh, người này bỏ xe taxi lại bên quốc lộ 217. Cơ quan chức năng xác định đối tượng đã lấy một điện thoại và 800.000 đồng tiền mặt của tài xế để trên xe taxi rồi bỏ xe lại.